trungauto.vn, xưởng đỗ ô tô uy tín số 1 hiện nay. Lắp đặt màn hình Android tặng ngay camera 360, thiết bị an toàn nhất hiện nay dành cho xe hơi với 4 mắt camera 360 Sony cắm trực tiếp trên màn hình Android. Bên cạnh đó, Trung Auto cung cấp các dịch vụ độ đèn ô tô, dán phim cách nhiệt, độ cửa hít, cốp điện, bọc ghế da ô tô, độ body kit, nâng đời xe hơi. Truy cập ngay kênh YouTube Công nghệ ô tô Trung Auto để xem các video review đồ chơi ô tô. Website trungauto.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Tạp chí ô tô lâu đời nhất thế giới đưa tin, tiến nhanh tại Việt Nam, VinFast đặt tham vọng lớn ở Mỹ, châu Âu. Autocar cho biết rằng VinFast đang có kế hoạch bước ra thị trường quốc tế đầy tham vọng nhờ tăng doanh số bán hàng tại Việt Nam. Họ là nhà sản xuất ô tô bản địa duy nhất tại đây với mục tiêu xuất khẩu ô tô sang Mỹ, Canada và châu Âu. Và sau đây là lược dịch bài viết của Autocar, tạp chí ô tô lâu đời nhất thế giới về kế hoạch phát triển tại thị trường quốc tế của VinFast. Được thành lập vào tháng 10, 2018, doanh số bán hàng của VinFast đã tăng từ 15.300 chiếc xe năm 2019 lên con số 29.485 xe năm 2020 trong một thị trường có doanh số ước đạt 300.000 xe mỗi năm. Hiện nay, hãng cung cấp 3 mẫu xe là Lux SA2.0 SUV, Lux A2.0 Sedan và Fadil, với model thứ 3 là chủ lực doanh số tại Việt Nam. Chiếc hatchback 5 cửa này có chiều dài cơ sở 2.385mm, động cơ xăng 1.4 lít, 97 mã lực và hộp số CVT. Nó đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh số trong phân khúc hạng A, kết thúc chiều đại của Hyundai Grand i10 với tư cách là xe bán chạy nhất phân khúc. Quan trọng hơn, để tiến ra quốc tế, mẫu xe Lux A2.0 cũng bán rất chạy. Chiếc SUV phân khúc E này với chiều dài cơ sở đạt 2.933mm, động cơ xăng 2.0 lít tăng áp của BMW đã ra mắt tại triển lãm Auto Paris vào năm 2018, có thể là mũi nhọn cho thương hiệu khi mà họ tìm cách mở rộng thị trường ra bên ngoài biên giới Việt Nam. Nhờ vào giá cả cạnh tranh, chỉ 1,4 tỷ đồng tức là khoảng tương đương 42.000 bảng so với 4,4 tỷ đồng tương đương 135.000 bảng Anh của Mercedes-Benz GLE và hệ thống đại lý rộng lớn nhất cả nước của VinFast, Lux SA2.0 vượt xa doanh số của Mercedes với gần 4.500 chiếc xe mỗi năm. Một mẫu xe điện của VinFast cũng sẽ sớm ra mắt, đó là VF E34, mẫu SUV cỡ trung, kích thước tương tự như Honda CR-V, Toyota RAV4. Mẫu xe này đã nhận được gần 4.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ đặt trước. Chiếc SUV chạy điện có giá 690 triệu đồng, tương đương 21.000 bảng Anh, sử dụng động cơ điện 148 mã lực, mô men xoắn 178 foot-pound. Tầm hoạt động của nó đạt 300 km cho mỗi lần sạc đầy. Nhìn chung là trong 3 năm qua là một giai đoạn chuyển mình nhanh chóng của VinFast. Khi công bố chính thức vào tháng 10, 2018, cơ sở của công ty này vẫn đang trong quá trình xây dựng với nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện, khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm đào tạo nhân viên và viện R&D vẫn chưa hoàn thiện cho đến ngày 14 tháng 6, 2019. VinFast đã đầu tư 3,5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng khu phức hợp sản xuất rộng 335 ha, giới thiệu công nghệ robot mới nhất và tỷ lệ tự động hóa đạt 90%. Tương đương hầu hết các nhà máy hiện đại của châu Âu. Công ty đặt cho mình mục tiêu tham vọng là đạt được công suất 250.000 xe trong năm trong giai đoạn đầu và 500.000 xe trên năm trong giai đoạn 2. Nếu như đạt được điều này thì họ sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Đông Nam Á. Cơ sở sản xuất linh hoạt đồng nghĩa là 3 mẫu xe xăng sẽ được sản xuất cùng với 3 mẫu SUV điện là VF E34, VF E35, VF E36 tại nhà máy ở Hải Phòng. VinFast cũng đã đầu tư một trung tâm đào tạo kỹ sư, tạo ra hơn 25.000 việc làm tại khu liên hợp sản xuất tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam. Họ cũng thành lập một viện nghiên cứu tại Đức và có kế hoạch cho nhiều địa điểm khác ở châu Âu và một trung tâm tại California, Hoa Kỳ để phát triển công nghệ mới cần thiết cho xe điện. Nói với Autocar, bà Thái Thị Thanh Hải, CEO của VinFast cho biết rằng: "Chúng tôi phát triển nguồn nhân lực nội bộ mạnh mẽ để thu hút hàng trăm chuyên gia và kỹ sư hàng đầu với nhiều kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh. Với đội ngũ nhân sự tài năng và tận tâm, VinFast đã tạo nên những kỷ lục về thời gian cho việc phát triển ô tô, sản xuất và chiếm lĩnh thị trường xe tại Việt Nam. Đây cũng là một yếu tố quan trọng cho kế hoạch vươn ra toàn cầu của VinFast." Bloomberg và Reuters thì đưa tin VinFast đang lên kế hoạch IPO tại Mỹ, cố gắng huy động 3 tỷ đô la Mỹ. Các báo cáo sau đó định giá công ty ở mức 50 đến 60 tỷ đô, đặt nó ngang hàng với nhà sản xuất xe điện Lion của Trung Quốc. Khoản đầu tư này rất quan trọng đối với VinFast nếu như muốn thực hiện được mục tiêu mở rộng toàn cầu, đặc biệt là nếu như kế hoạch xây dựng các nhà máy ở Mỹ, châu Âu trở thành hiện thực. Chưa có địa điểm nào được tiết lộ, nhưng công ty được cho là đang nhắm đến Pháp, Đức, Hà Lan và Mỹ. Bà Hải cho biết rằng, tại châu Âu, VinFast sẽ chính thức mở mạng lưới bán hàng tại Pháp, Đức, Hà Lan vào năm 2022 và nhanh chóng mở rộng ra các quốc gia khác trong các năm tiếp theo. Rõ ràng là nhà sản xuất ô tô non trẻ của Việt Nam có tham vọng với thành công nhanh chóng tại thị trường nội địa, là bàn đạp để hãng tiến ra thị trường quốc tế. Tham khảo Autocar, Đức Nam,
doanh nghiệp và tiếp thị Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.